要不要你名字这样？然后。Thank you.
cụ chuyển hướng nha. Giao hàng thực hiện điều chỉnh mình nhận cảm linh về áo dài Khánh Vân. Cô bóc cho mẹ xem nè, con bóc cho mẹ coi hả, cục vàng bóc cho mẹ nè, bóc đi nào, con trai bóc cho mẹ nè. Còn ít đồ nghèn nữa nè. Đâu, bóc cho mẹ xem nào. Nào, cục vàng cũng bị nhỏ. Nào, đâu, không bóc được à? Đâu, để mẹ xem nào. Rồi, con bóc đi, con bóc cho mẹ đi. Kéo ra đây, nào. Cho to ra. Nào. Đưa đây cho mẹ nào. Nào, đưa đây. Nào, đưa đây, đưa đây đã. Đưa đây mẹ mở xong. Nào. Nào, đưa đây cho mẹ nào. Nào, đưa đây nữa. Chưa à? Đưa mua quần áo cho mẹ hả? Nào, đưa đây cho mẹ nào. Ui, mẹ xin nào. 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 Nào, cho mẹ đã. Không mắc nữa, đưa đây cho mẹ nào. Nào, đưa đây. Đưa đây, đưa lên tay mẹ nào, đàng hoàng nào. Nào, đây. Nào, đưa đây cho mẹ nào. Nào. Kia nữa nào, kia nữa. Nào, đưa đây. Nào, đưa đây. Đưa đây mẹ xé ra cho. Nào, đưa ra nào. Nào. Đưa cho mẹ nào. Đưa mẹ xin nào. Ôi chào ơi, đẹp quá. Ôi mẹ xin. Đây thôi con bóc cái này cho mẹ nữa nè. Bóc cho mẹ xem nè. Bóc đi. Đây là cái quần này. Cái quần này. Đó. Quần áo dài ha. Nào con bóc cho mẹ xem nào. Anh hô mua quần mẹ giỏi quá. Nên mẹ bỏ bỏ cái quần này lên. Biết an toàn nhỉ. Đẹp không? Thử xem nào. Nào. Đưa đây. Con cắn nè. Nào đưa đây đầu kia đây. Đây. À mua à, mua cho mẹ phải không? Phải không? Đứng đây nhá. Mẹ đi thử nhá. Đẹp nhá. Ui. Để mẹ đi thử đồ nha. Xem có đẹp không nha. Ui nha. Đẹp không? Đẹp quá. Nào, giơ tay chào mọi người nào. Giơ tay chào mọi người nào.